Smartphone màn hình gập của LG Chiếc smartphone màn hình gập của LG sẽ sớm được xuất xưởng với kiểu thiết kế khá giống với Samsung Galaxy Fold. Theo trang 91 Mobiles, LG cũng đang chuẩn bị ra mắt smartphone màn hình gập đầu tiên của mình. Bằng sáng chế của LG xuất hiện trên trang web của Tổ chức Sở hữu Trí tuệ Thế giới đã tiết lộ thiết kế chiếc smartphone màn hình gập đầu tiên của hãng này. Theo đó, chiếc điện thoại màn hình gập này có màn hình kép bao gồm một màn hình lớn với kích thước tương đương máy tính bảng khi được mở ra và một màn hình giống như smartphone thông thường khi gập lại, các viền màn hình khá dày và bo tròn bốn góc. Cách thức gập lại của smartphone LG khá giống với Galaxy Fold của Samsung với bản lề ở chính giữa. Màn hình không có tai thỏ hay khoét lỗ. Camera kép nằm ở mặt lưng, xếp theo chiều dọc cùng với đèn flash LED. Cạnh phải của máy có nút chỉnh âm lượng và nút nguồn. Camera selfie và các cảm biến khác được sắp xếp ở cạnh trên của màn hình chính. Cạnh dưới có cổng USB Type-C. Tuy vậy, chưa rõ cách vận hành của camera selfie và máy có được trang bị cảm biến vân tay, cổng âm thanh 3.5mm hay không, mặc dù các thông tin còn khá ít, smartphone màn hình gập này của LG có thể sẽ là một flagship của hãng, với các tính năng công nghệ hàng đầu, nó có thể cạnh tranh với các đối thủ như Samsung Galaxy Fold và Huawei Mate X. Smartphone gập của LG rất có thể được ra mắt vào đầu năm tới tại MWC 2020.